Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Văn hóa Việt ngày 9 tháng 7 năm 2018 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Nguyễn Khánh Vương Anh, du học sinh Việt tại Australia ra mắt kênh YouTube Vương Anh's Cooking Journey, quảng bá du lịch ẩm thực đặc sắc của các vùng miền Việt Nam ra khắp thế giới. Hơn 100 tiết mục âm nhạc cổ điển của các em nhỏ Hà Nội gây ấn tượng với công chúng trong chương trình hòa nhạc Music Plus lần thứ 3. Niềm đam mê nghệ thuật tranh điêu khắc gỗ Nhật Bản của cô gái 9X Tuệ Thư, với tâm huyết của mình, cô đã mang dòng tranh này giới thiệu đến các bạn trẻ Việt thông qua các dự án cộng đồng. Một không gian âm nhạc cổ điển với những tác phẩm bất hủ của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới đã được các em nhỏ Hà Nội giới thiệu tới khán giả thủ đô trong chương trình hòa nhạc Music Plus lần thứ 3. Sự kiện do Trung tâm Nghệ thuật Music Plus tổ chức vừa diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sounds of Silence của Paul Simon, Fur Alice của Beethoven hay Souvenir de Manche của Richard Clayderman, những bản nhạc nổi tiếng Hàn Lâm đã được các nghệ sĩ nhí biểu diễn tự tin trên sân khấu. Thông qua phần biểu diễn của mình, các em đã trở thành những đại sứ mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả. Mình cảm thấy là các con có cái sự hồi hộp này, có cái sự hào hứng này, rồi là có cái sự là mong muốn được thể hiện mình trước đám đông. Thì mình nghĩ là cổ điển nó rất là quan trọng để nó là cái nền tảng cho sự phát triển. Thế hệ nhỏ tuổi ấy sẽ là phát triển được các kỹ năng. Thấy các con rất là tự tin và các con đã nỗ lực hết mình vào cái dòng nhạc này. Các con sẽ có khả năng ghi nhớ tốt hơn. Con phải tập luyện mỗi ngày là 30 phút, phải cố gắng là làm lại rất nhiều, lặp lại thì mới có thể thuộc được. Các cô đều dành tâm huyết để cho con đến ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì con rất là vui, con mong là sau này sẽ có nhiều tiết mục như thế này nữa để con có thể thỏa sáng trên sân khấu. Theo ban tổ chức, việc xây dựng nền tảng cho các em thiếu nhi yêu nghệ thuật cần dựa trên âm nhạc cổ điển. Và chương trình hòa nhạc đã tạo ra một môi trường thoải mái, sân chơi lành mạnh cho các em thỏa sức thể hiện niềm đam mê và sáng tạo. Chương trình lần này thì ngoài mong muốn các em sẽ có một sân chơi bổ ích trong dịp kỳ nghỉ hè này, thì chúng tôi còn mong muốn đưa âm nhạc cổ điển vốn nổi tiếng, Hàn Lâm, kén chọn người nghe đến gần hơn với giới trẻ, nuôi dưỡng tâm hồn các em. Sau chương trình, ban tổ chức đã trao những phần quà cho những tiết mục xuất sắc nhất. Đây là phần thưởng, cũng là sự động viên, khích lệ các em nuôi dưỡng ước mơ, đam mê nghệ thuật. Các bạn nhỏ, và cảm ơn đạo diễn Tuấn Đức tới từ Đài truyền hình. Xin quý vị một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cảm ơn các